súng bắn đẻ dù mệt đến mấy, mẹ cũng phải nhớ hỏi bác sĩ ba câu quan trọng này. Sau 9 tháng mang thai vất vả mệt nhọc, mẹ chắc hẳn sẽ thấy thở phào nhẹ nhõm sau khi em bé chào đời khỏe mạnh và bản thân có thể nghỉ ngơi. Tuy nhiên trên thực tế, cuộc chiến làm mẹ bây giờ mới thực sự bắt đầu. Ngay từ khi xuống bàn đẻ, dù có thể yếu đến đâu, mẹ cũng đừng quên hỏi bác sĩ ba câu sau: một, bao giờ bé được về bú mẹ? Thời gian tốt nhất để cho bé bú là trong vòng 1 tiếng đầu sau sinh, bởi lúc này cơ thể mẹ sẽ tiết ra dòng sữa non giàu dinh dưỡng và kháng thể quý giá. Ngoài ra, cho bé bú càng sớm sẽ kích thích cơ thể tiết ra càng nhiều sữa hơn. Nếu em bé cần nằm phòng chăm sóc đặc biệt sau sinh và không thể về bố mẹ ngay, mẹ cũng nên hút sữa sớm để tránh mất sữa sau này, và có thể gửi y tá sữa đó vào cho con để con không phải trắng ruột bằng sữa. Công thức đặc biệt: mẹ phải nhớ vệ sinh sạch sẽ bầu ngực và núng ti trước khi cho bé bú, vì trong quá trình sinh mẹ có thể ra nhiều mồ hôi hay sáu khuẩn bám vào sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sữa. Giúp cho con, hai bé đã được tiêm vitamin K1 chưa? Vitamin K1 là một loại vitamin cực kỳ quan trọng, nhưng em bé lại không thể hấp thụ từ cơ thể mẹ khi còn trong bụng. Tác dụng chính của vitamin K1 là để đông máu. Nếu không được tiêm loại vitamin này sau khi chào đời, mẹ có thể bị xuất huyết, đặc biệt là xuất huyết não vô cùng nguy hiểm. 3. Vòng đeo cổ tay của bé còn không? Khi em bé vừa chào đời, tại nhiều bệnh viện y tá sẽ đeo vòng đeo tay cho em bé. Trên đó có tên và mã số của mẹ. Sau đó bé sẽ được bế đi tắm hoặc vệ sinh. Trong khoảng thời gian này, nếu chiếc vòng đeo tay không may bị tuột hay đứt ra, dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng dễ dẫn đến trao nhầm con với nhiều hệ lụy. Sau này, mẹ nhớ hỏi thật kỹ bác sĩ những câu hỏi này để an tâm hơn nhé. Ngoài ra sau sinh, mẹ lưu ý những điều sau để có nhiều sữa cho con bú và nhanh hồi phục. Một, cho con bú ngay sau khi sinh. Cho con bú ngay sau khi sinh là cách tốt nhất để kích thích tuyến sữa tiết sữa. Mẹ nên cho con bú càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong vòng 60 phút sau sinh. Hãy tích cực cho con bú sữa mẹ. Cho con bú thường xuyên ít nhất 8 đến 12 lần trên ngày. Mỗi lần khoảng 20-30 phút sẽ giúp mẹ có nhiều sữa hơn. Mẹ nên cho con bú cả hai bên ngực trong mỗi lần bú. 3. Duy trì chế độ ăn uống khoa học. Mẹ cần ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là các thực phẩm lợi sữa như các loại hạt tóc chó, hạnh nhân, hạt chia, các loại rau xanh củ của rau ngót, rau đay, rau dền đu đủ, các loại thực phẩm giàu protein, thịt cá, trứng sữa, các loại thực phẩm giàu canxi, tôm, qua cá, sữa, các loại thực phẩm giàu sắt, thịt bò, gan, rau xanh đậm. 4. Không nên cho bé ti bình quá sớm. Nếu cho bé ti bình quá sớm, bé sẽ quen với việc bú bình và có thể bỏ bú mẹ. Điều này sẽ khiến mẹ ít sữa hơn nằm kích sữa. Mật sắc vùng ngực. Mẹ có thể kích sữa bằng cách mật sắc nhẹ nhàng vùng ngực từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong. Sau, tinh thần thoải mái và nghỉ ngơi điều độ. Căng thẳng, mệt mỏi sẽ khiến cơ thể tiết ra hormone cortisol, làm giảm lượng sữa tiết ra. Mẹ cần giữ tinh thần thoải mái, nghỉ ngơi điều độ để cơ thể có thể sản xuất đủ sữa cho con bú. 7. Một số mẹo gọi sữa dân gian. Ngoài những cách trên, mẹ có thể áp dụng một số mẹo gọi sữa dân gian như uống đá bằng lá đinh lăng, ăn cháo lá bồ công anh, chườm ngược bằng nước ấm. Tuy nhiên, mẹ cần lưu ý rằng những mẹo này chỉ mang tính chất hỗ trợ, không phải là cách duy nhất để gọi sữa. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ đem đến những thông tin hữu ích. Ba mẹ hãy bấm theo dõi kênh để xem nhiều video hơn nhé!